Xin chào các bạn, hôm nay mình ra vườn hái rau nha các bạn. Hái rau cho thỏ mẹ mới đẻ ăn nè. Thì tại vì thỏ mẹ hư lắm, mình thử bỏ thỏ con vô rồi nhưng mà thỏ mẹ hất ra các bạn, cho nên mình không dám bỏ, mình sợ thỏ mẹ ăn thỏ con đó. Mấy lần rồi mình nuôi thỏ hồi trước á, mình thấy thỏ mẹ ăn thỏ con cho nên mình sợ quá, không có dám cho thỏ mẹ nuôi nữa, để mình nuôi ra lông rồi mình trả lại cho thỏ mẹ. Bây giờ mình hái một ít rau vô cho thỏ mẹ ăn nè, thưởng cho thỏ mẹ ha. Rau rất là non, rau này mới nứt lên đó các bạn, mà mình cũng có mua rau ở nhà rồi, mình dành cái rau này cho thỏ mẹ ăn ha. Đó, hái cho hết chỗ này. Hái một giỏ rau như thế này là đủ cho mấy con thỏ nhà mình ăn đó. Hiện tại bây giờ ở ngoài là 4 con thỏ tất cả và một con chuột lang, còn ở trong nhà thì 4 baby thỏ đang ngủ ở trong nhà đó, em bé thỏ ha. Mình nuôi vẫn tốt các bạn, mình cho uống sữa rồi cứ 3 tiếng mình cho uống một lần. Ban đêm thì cho uống no xong ngủ tới sáng thôi, thỏ ngoan lắm. Ngày hôm nay thấy mấy chú thỏ con, được có 4 chú thỏ con thôi nha các bạn, tại vì hai con thỏ kia nó lạnh quá mình cứu không được thì mình đã chôn rồi ha. Đó, các bạn thấy loại rau cải làng này không, mình hái hết rồi, mình hái biết bao nhiêu lần rồi á, hái trọc hết rồi, cứ để vậy đó rồi nứt lên cái mới ha. Ha các bạn, đó mấy cái nhánh này nứt lên mới nè, chứ mình nhổ đi là sẽ không còn. Ở đây nè, ở đây có trái thù lù chín nhìn ngon ha, cho chú thỏ luôn. Thỏ mê thù lù lắm các bạn, như vậy á chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Cái trái gì nhỏ nhỏ đi, thù lù non, nó rụng quá chừng luôn ha. Đây có trái nè, cái này đã chín mùi rồi đây nè. Cái vỏ lạnh quá. Hai trái thù lù ha. Cái này cũng vừa vừa, không có bự lắm, nhưng mà cũng bự gấp 5, gấp 6 lần ở Việt Nam á các bạn. Rồi, được rổ rau đi qua bên kia hái thêm ha. Rau tầng ô của mình ra giống chưa? Nè, cái này ra giống rồi, nảy mầm lên luôn nè các bạn. Đó, ra giống chưa kịp hái cái nảy mầm thành cây luôn rồi, thôi rải xuống đây đi ha. Rất là nhiều giống rau mồng tơi luôn, rất là nhiều giống rau tầng ô nè các bạn. Wow, cái này mình chưa kịp thu cái nó úa luôn. Rải xuống đây luôn đi ha. Năm ngoái mình thu nhiều quá chừng, năm nay không có thu giống. Thôi để vậy đi, để hái cho thỏ ăn. Quá chừng tầng ô này. Mấy cây bắp của mình nè, tội nghiệp. Bắp này đâu có thể lớn được, mình trồng trễ quá đó các bạn. Nó đâu có gì trong đâu. Trái bắp non thôi. Nè, các bạn thấy không? Đây nữa. Đây có trái bắp bự nè, cũng là non. Non ha. Các bạn biết cây này cây gì không các bạn? Đó, mùa đông, mùa thu làm rụng lá, mùa đông lạnh lẽo thì không có còn lá cho nên mình nhìn không biết cây gì, nhưng mà vẫn có tên, vẫn còn tên ha. Ở dưới này nè, đó, đây ha, cây cherry. Mình đã trồng cây cherry, ưu tiên cây cherry trước, mình trồng vô một cái thùng bự ha, thùng bự cái này đó, cái thùng rất là bự. Mình ủ thức ăn, mình trồng cây cherry vô đây trước, ưu tiên trước ha. Cây cherry nó chảy mũ này các bạn. Đó, cái vườn của mình nói xong chứ cũng chưa xong các bạn ơi, cứ để đỡ ngay cái vách tường của cái vườn ha. Đó, bây giờ mình để đỡ cây cherry ở đây nè.
hy vọng tới mùa xuân nó sẽ ra hoa. Ở đây mình sẽ để nguyên một dãy táo, mận, đào, cherry, rồi mâm xôi mình để nguyên dãy vậy các bạn. Mới trồng một cây cherry cho các bạn xem thôi. Nè, gì đã có lọc xuân rồi nè các bạn. Ra sớm vậy, mùa đông sắp tới mà. Thấy thương ha. Ý bữa sẽ ra trái, ra hoa. Hy vọng mình trồng ở trong cái thùng này sẽ mau ra trái, chứ mình mua về mình trồng ở ngoài đất sẽ lâu lắm các bạn. Lâu ra trái lắm. Chỉ có trồng trong thùng nó ấm áp thì nó mau ra trái thôi à. Ha, được cây cherry rồi. Kế tiếp mình sẽ trồng thêm vài cây nữa thì mình quay cho các bạn xem nha. Đó, tại mình thấy cây cherry này nó ngã lên ngã xuống thấy thương quá à các bạn. Cho nên mình cho vô thùng sớm. Cây cherry ha, cây cherry trái này ngon lắm á. Đó, cái hiệu của nó vẫn còn nguyên. Rồi, tới tháng 6, tháng 7 là ra hoa ra trái nha. Các bạn biết vì sao mình phải lấy gạch mình chằng hết cái thùng của cây cherry này lại không các bạn? Tại vì mình đã trộn thức ăn vô ở trong này. Thức ăn cũng được 3-4 tháng rồi, nhưng mà mình vẫn sợ con chuột hay con sóc nó đào á, cho nên mình che gạch lại. Nè các bạn, thấy không? Đất rất là tốt. Cây cherry này vô trong cái thùng như thế này bự, chắc là ấm áp lắm đây. Mùa xuân sẽ ra cho mình thiệt là nhiều bông hoa đẹp nha. Quá chừng là thương ha. Trồng vài năm nữa cái tán cây này nó bự ra, nó ra nhiều trái nữa các bạn. Hello, hello thỏ bông, hello thỏ mẹ. Hello, hello. Nè, cho thỏ ăn nè. Đó, ông xã mình đọc cách nuôi thỏ ở trên mạng á các bạn. Thì thỏ mẹ mới đẻ sau khoảng một ngày á, thì mình cho thỏ đực vô nha các bạn. Để thỏ mẹ có bạn tiếp. Còn thỏ con thì mình nuôi giùm cho. Thỏ mẹ nuôi dở quá à. Thỏ đực mới đây được vô làm bạn nữa rồi, mới có một tháng thôi. Mẹ quá à. À, cứ chút nữa mình sẽ vô mình quay thỏ con cho các bạn xem ngày hôm nay thỏ con như thế nào. Bỏ vô trong này ăn nè, vô này ăn nè thỏ mẹ. Thương thỏ mẹ quá. Thỏ bông nè, thỏ bông lì nè. Thỏ bông ra đây. Ra đây thỏ bông, ra đây. Thỏ bông lì quá. Thỏ mẹ bữa nay dễ thương quá vậy. Mẹ ơi, dễ thương quá à. Nè, cho thỏ mẹ trái thù lù nè. Không biết nuôi gì hết á. Ăn con rồi đạp con rồi tùm lum hết. Thảo bông làm gì đây? Nè. Thảo bông. Ăn trái thù lù này các bạn. Nấu, nấu. Còn một chuồng thỏ nữa các bạn. Nãy cái rổ rau kia chỉ đủ cho con thỏ đực với con thỏ cái ăn thôi. Giờ ra cái chỗ này bẻ thêm nè. Nè, bắp cải của mình nè các bạn. Đó, mình trồng vào mùa đông cũng tốt ha. Mình biết có sống nổi qua tuyết không? Đây nè, nó đang thành bắp á. Nhìn cái bắp nè, dễ thương ha. Đó. Bên này nè, một cây chỉ ra tới 3 bắp lận. Một bắp, hai bắp. Nó đang úp lại nè. Dễ thương chưa? Cái này thành bắp bự bắp tròn rồi nè các bạn. Cứng rồi đây nè. Thành công rồi ha. Ở đây nè, có một bắp màu tím. Nó đang úp lại thành một bắp giống như trái banh á các bạn. Bắp cải tím nè. Nó cứng ngắt luôn á. Nhìn ngon ha. Đó.
Nè, đây một bắp nữa nè, nhiều lắm á. Bên này nữa. Đây nữa. Đông này nhiều quá. Còn mấy cái rau này thì mình gieo cho thỏ nó ăn. Để ăn cái rau này thôi, còn để bắp cải lại. Bắp cải nhìn xinh quá à. Đây cái bắp cải mình gieo sau này nè, màu tím nè, nó chưa kịp lớn nè các bạn. Wow, được mớ rồi. Đem tới cho thỏ ăn, cái thỏ trắng thôi. Chuột lan. Ăn đi nha. Đợt này mình chịu trách nhiệm nuôi 4 con thỏ con. Không biết tới đâu nữa mà thấy phát triển cũng bình thường lắm các bạn. Thấy cũng khỏe mạnh lắm. Hy vọng là mình nuôi được ha. Đó, thỏ đen. Đây, cho thỏ ăn rồi giờ đi hái rau đây. Tạm biệt. Tạm biệt thỏ trắng, thỏ đen nha. Chuột lan. À, còn một ít salad các bạn. Thấy uổng quá, mình món ở nhà mình trộn với rau thơm mình ăn rau sống nha, cũng ngon lắm. Để đây thì sẽ hư thôi. Wow, cộng salad này vẫn còn tốt nói chừng nè. Salad này mình ăn không biết bao nhiêu lần rồi, mình gieo có một lần một thôi các bạn, ăn hoài luôn, cứ bẻ rồi nó ra cái khác á. Wow, mùa lạnh mà cũng có salad nè. Ở bên má mình thì hết salad rồi. Bên mình biết sao vẫn còn không các bạn? Tại vì nhà của mình nó nằm sát với nhà hàng xóm, nó có cái vách tường để che bớt lạnh, bớt gió đó các bạn. Cho nên salad vẫn còn sống. Còn không thôi thì chỉ có cải bẹ xanh mới chịu nổi. Gió quá. Trời gió quá các bạn ơi. Hái cho nhanh vô nhà ha. Wow. Đó. Mốt sơ sơ cũng được gần rổ rồi nè. Rổ nhỏ nhỏ thôi. Đây nguyên nấm nè. Wow. Đi mốt rau cũng vui các bạn. Hái được lá nào quý lá đó à. Lúc nhiều thì mình hái, mình không có thích bằng đi mót ha. Đi mót này. Đây, những rau salad màu tím nè. Hái mấy đợt rồi bây giờ vẫn còn nè. Ta hái luôn. Hái luôn đi các bạn ơi. Bấm luôn. Đó, có salad xanh, có salad tím. Đó, chưa gì đã muốn đủ ăn rồi nè. Cây rau cần nè. Cắt vô ăn bao nhiêu lần rồi bây giờ nứt lên cái mới nè. Rau cần là mùa đông sống vui lắm. Sống vẫn tốt ha. Chứ không có hư đâu. Đó, rau giúp cá nè. Cá vẫn có ở đây hái luôn. Rau bông nữa. Hái được một rổ rau salad này các bạn, tuy là nho nhỏ thôi nhưng mà cũng còn ngon ha, vô trộn rau sống là ngon lắm á. Các bạn ơi, vườn của mình nguyên cái khu rậm rạp chỗ này nè, đó không chăm sóc nó lên tùm lum hết, thì ở đây tự nhiên có một cái bắp cải thảo này các bạn, đó, cái bắp cải này để người ta làm kim chi đó. Đó, mình gieo giống hồi nào mà nó lên được một cây này, bây giờ mình nhổ nha. Nhìn cái cây cũng ngon chứ ha. Đó. Vô nấu canh. Nhổ vô nấu canh xào nấu gì đi. Rồi còn cái bị sâu ăn xung quanh nè. Bẻ cho mấy con thỏ ăn. Mấy con thỏ thích lắm. Giờ nhổ lên thử xem sao. Sâu quá chừng luôn. Wow. Wow, cái gốc của nó nè. Nhìn nè. Gốc cũng sâu quá ha. Đó, được một cái bắp cải thảo.
Đây các bạn, bắp cải này để làm kim chi. Đó, đã chưa? Nguyên bắp thì đã. Tuy không có được đẹp lắm nhưng mà có ok rồi. Đó, rổ rau salad, một ít cải màu tím. Rồi ở đây được cái bắp cải thảo nằm cái hết cái rổ mất tiêu rồi ha. Dọn cái vườn này mới được. Rồi cái rau keo nè, rau keo lên nhiều quá, bẻ bớt cho thỏ ăn đi. Thu hoạch cái cây cải ngọt này vô luôn ha. Cải ngọt này đó, dọn lên cây cải ngọt luôn các bạn. Được một cây cải ngọt non ha, bỏ chung với cây cải thảo luôn. Đây cây cải ngọt đây nè, nhiều quá. Cải ngọt á, nó không có sống được mùa đông. Mình không có nhổ lên á là nó hư thôi đó. Nhổ đem về nhà nhặt ra ăn nha. Này là cà rốt nè, cà rốt đây. Nhổ thử củ ha. Wow, có củ đàng hoàng các bạn. Nè, có củ màu tím nè, nhỏ tí nè. Thương chưa? Để mình bứng ra cái chỗ nào đó mình trồng cho cái củ nó bự hơn tí. Củ nhỏ quá à, không có tưới gì hết trơn á. Tội nghiệp hai củ cà rốt chưa, còn quá chừng luôn. Đây nè nè, còn nhỏ quá ha. Ba củ cà rốt. Cà rốt còn nhiều trong này lắm. Mình trồng cà rốt màu tím á. Thôi lấy đỡ ba củ thôi. Rồi mình sẽ ra mình bứng thử, mình trồng tiếp tục vô trong cái chậu thử nó có lên không ha. Tội nghiệp quá, trồng chăm sóc để củ nhỏ chút xíu xíu à. Trong này có mấy cọng rau thơm nè các bạn. Vườn mình á, chưa có thu dọn lại nữa. À, hứa với các bạn sang năm nhìn cái vườn của mình sẽ đẹp gọn gàng hơn nha. Bây giờ vườn tự ăn sửa chữa cũng chưa xong, cứ làm từ từ các bạn. Rau húng đó, rau thơm đó. Rau thơm này nó thơm, thơm lắm. Sang năm nó lại lên gốc nhánh mới đó. Mớ xà lách, mớ rau húng. Xin chào mấy chú thỏ hôm nay. Mấy chú thỏ hôm nay đã được một ngày rưỡi tuổi rồi đó các bạn. Nhìn thấy thương chưa? Đó, thì vẫn uống sữa, sữa tươi đó các bạn. Chú thỏ này mê ngủ quá đi nè. Cứ dựa lên bạn ngủ hồi này đó, cứ gác cái đầu lên của những chú thỏ khác cái ngủ vậy đó. Còn chú thỏ này bị lật ngửa rồi nè. Lật ngửa rồi, tìm cách lật qua nha. Để xem các bạn thấy nè. Tìm cách tập thể dục đó, làm như vậy thỏ sẽ mạnh lên á. Đó, tìm cách lật qua, lật có nổi đâu đó. Gồng thấy thương chưa hả? Mới có ngày các bạn thấy lớn thấy rõ ha, còn ra thêm lông tơ nữa nè. Đó, mình thấy lấm tấm lông nè, ra nè. Chú thỏ này tội nghiệp chưa hả? Sao vậy, lật không nổi hả? Phụ rồi, lật rồi đó. Thương quá. Ăn nhiều nhất nè, mập ú à. Mỗi lần đưa sữa là hút nhiều nhất. Xong rồi mới đến chú thỏ đen hay thỏ bông gì không biết nữa. Đó, hai chú thỏ này là ăn nhiều nhất. Chú thỏ này hơi nhỏ nhỏ nè, ăn cũng vừa vừa thôi. Không. Đây nữa. Uống sữa tròn vo cái bụng mà. Thỏ hôm nay nè các bạn thấy rõ chưa? Nhìn hồng hào lớn lên rồi nè. Ít bữa nữa ra lông chắc đẹp lắm á. Thấy thương chưa? Cưng quá à. Miệng nè, miệng ham ăn nè. Đó, mỗi lần thỏ bú sữa xong nè, massage lưng cho thỏ nha. Đó, thỏ khoái lắm. Từ ngày hôm qua giờ mình massage lưng chắc mấy chục lần rồi đó. Cứ nằm im vậy đó. Đó. Khoái cái gồng lên, gồng người lên.
Mỗi lưng ha, mỗi lưng. Đây nữa. Đợt này mình thử chăm sóc, thử có sống được 4 con này không nha các bạn. Lúc sáng á, mình thấy thương quá, mình cầm ra cho thỏ mẹ, nhưng mà thỏ mẹ không có nhận các bạn ơi. Mình đưa vô thỏ mẹ hất tung thỏ con lên mới có một ngày thôi, mà gặp lại là không nhận con, hất lên rồi ủi ủi tùm lum hết. Mình sợ thỏ mẹ ăn con các bạn. Khi nào ra lông đẹp đẹp tí mình trả cho thỏ mẹ thử thỏ có nhận không, không nhận thì mình nuôi tiếp tục các bạn ơi. Mình bỏ riêng chuồng mình nuôi cũng ok. Thỏ này ngủ mê quá à, tới giờ ngủ rồi hay sao vậy hả? Thỏ bông, thỏ bông đen tới giờ ngủ rồi hả, phải không? Cái miệng này, miệng này, cái cưng kia đó, đó đâu có chịu nằm ngửa đâu các bạn, ngồi ngồi dậy đó đó, làm vậy tập thể dục mau mạnh ha, mau lớn mau ra lông. Mấy chú thỏ này cũng vậy nè, cho nằm nghiêng thử nè, nằm nghiêng thấy chưa, không chịu úp lại liền. Ôi, con này cũng vậy luôn, mấy con cũng vậy đó, nằm nghiêng không chịu các bạn. Để cho nằm nghiêng nè, nằm nghiêng à, chú thỏ nhỏ nằm nghiêng, nằm nghiêng không chịu, không chịu, úp nè, úp nè đó. Dùng dần úp lại, không chịu nằm ngửa đâu. Được rồi đó, thành công rồi, bò xuống. Thương quá, thương quá, cưng quá. Cái này bú nhiều, ú nu ú nần à. Rồi quay cho các bạn xem 4 con thỏ hôm nay rồi đó, vẫn khỏe mạnh ha, quậy quậy lắm, quậy phá lắm, ủi 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 mấy cái giấy này, thích chơi với mấy cái giấy này sao, chưa mở mắt nữa các bạn, mấy ngày nữa sẽ mở mắt ha. Đó, đi về vậy thôi. Mình nuôi mình đụng nó quen rồi các bạn, nó không có vấn đề gì đâu ha. Ok, hy vọng là mình sẽ nuôi lớn được. Rồi tạm biệt 4 chú thỏ đây. Các bạn ơi, kết quả hôm nay hái được một mớ rau này các bạn, rau xà lách nè, vô ăn liền nha, rửa sạch trộn với rau thơm rồi giá rồi rau quế rồi ăn ngon lắm, thấy không, nhìn thấy thương chưa. Rồi bắp cải thảo nè, bắp cải thảo này các bạn thấy không, đó được một bắp cải thảo. Wow. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.